hay thân cận với người lành, hay gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, chúng sanh sanh thiện thú là cõi lành. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, chúng sanh thường hưởng lạc. Chính bản thân của thiên tử Shiva nhờ thân với người lành, gần gũi người thiện, học diệu pháp với người hiền, cho nên bản thân của Ngài được sanh lên cõi trời. Ngài lấy cái tự thân của Ngài để chứng minh cái sự thật đó. Cho nên Ngài nói là chúng sanh sanh thiện thú là cõi lành, đường lành, thế giới tốt lành. Không những lợi ích trong hiện tại mà tương lai được sanh cõi lành ở đời sau. Và cái cuối cùng là gì? Chúng sanh thường hưởng lạc. Chữ thường ở đây là nhiều đời đó, là nhờ cái mà thân với người lành, gần gũi với người thiện, biết diệu pháp người hiền đó, là chúng sanh nhiều đời. Chữ thường này là nhiều đời, một thời gian dài dài xa, thường hưởng được những cái sự an vui, an lạc, hỷ lạc trong cái phước báo của mình, trong cái trí tuệ tu tập, trong cái tâm an tịnh lắng dịu, một cái cảm thọ ngọt ngào hiền thiện của từ bi, từ ái. Cho nên cái bài này đó chúng ta lấy để làm cái nghi thức tụng niệm của chúng ta. Hay lắm, chúng ta thấy không? Rất là tuyệt vời, điệp khúc, ly khúc như vậy, đọc tới, đọc lui, đọc tới, đọc lui là thích hợp cho mình sanh khởi được một cái cảm thọ. Bây giờ đó mình mới thấy, hồi xưa mình không biết, ủa sao học kinh, nó tới nó luôn, nó tới luôn. Thì bây giờ mình thấy cái công năng nó là vi diệu, bất khả tư nghị. Lập tới lập luôn như vậy đó, mình mới nhớ, rồi mình mới cảm xúc, mình mới cảm thọ, rồi nó mới đi sâu vô trong tâm của mình. À, cái công năng này. Và như vậy mới được khẩu truyền, mới được người ta mới thuộc lòng, thì cái tạng kinh tới bây giờ mới có. Chứ còn nói cái gì, nói như mình cái phớt mới nói rồi hồi hỏi lại trật lắc. À vậy đó, rất là vi diệu. Rồi Đức Thế Tôn trả lời một bài bốn câu thôi, đáp lại những cái bài kệ nãy giờ của thiên tử Shiva đó. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, giải thoát mọi khổ đau. Thế Tôn nói cứu cánh pháp, giải thoát cái khổ quẩn, cái đống khổ. Chỉ có cái cách duy nhất, gần gũi với bậc thiện tri thức, gần gũi với bạn lành, gần gũi với những người hiền thiện, học được cái chiều pháp đó thì mới giúp mình thoát ra khỏi tất cả mọi khổ đau. Chứ làm sao tự mình thoát ra được? Cái chỗ mà Đức Phật rút lại một bài thôi, mà nói đúng ra là một câu thôi, giải thoát mọi khổ đau, diệt khổ chi đạo. Thấy thầy hiện tại đang có cảm xúc dạt dào lắm, và mời thầy chia sẻ chói sáng giữa quen thuộc, giải thoát mọi khổ đau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy, kính bạch quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Vừa qua trong khi con đang nghe thầy giảng pháp, thầy nhắc đến câu cuối Đức Thế Tôn ấy, gần gũi với người lành, người thiện, làm bạn với thiện, chấm dứt mọi khổ đau. Cái cảm thọ con tự nhiên nó gần gần lên vậy. Cái ý hành con nó nhớ lại cái câu kinh mà thầy hay giảng ở cho lớp giảng sư ở Sài Gòn. Thầy nói trong 49 năm thuyết pháp của Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn chỉ nói có hai điều, đó là khổ và sự tiêu diệt khổ đau. Thì con nhớ câu kinh đó, cảm thọ con nó rung động vậy.
con cảm nhận được cái điều đó nơi thân tâm của con. Và sau khi mà nghe thầy chia sẻ những cái lời pháp như vậy thì con cảm nhận được đúng là từ trước tới giờ mà con thân cận một hội chúng lành thiện như vậy thì con cảm nhận được rất là nhiều cái sự lợi lạc, nhiều cái sự mà hạnh phúc cho tự bản thân mình. Khi mình đã có được cái trí tuệ, mình học hỏi những cái điều lành, điều thiện trong giáo pháp, và để mình ứng dụng cái pháp hành, cái hành trì trong cuộc sống tu hành của mình hằng ngày. Trước đây khi chưa thân cận với mà cái hội chúng lành thiện như vậy thì con không có biết vì gì về trí, về ngũ uẩn, là trí về tứ đại, hoặc là những cái cảm thọ tham sân si bản ngã nó nằm trong cảm giác, con hoàn toàn con không biết. Nhưng mà từ lúc con thân cận với bậc thiền tri thức, rồi con hiểu được giáo pháp Đức Phật dạy, thì con cũng có nhìn lại được cái cảm thọ của mình, cũng nhiếp phục được phần nào những cái cảm giác mà sân hận khó chịu, những cái bản ngã của mình. Chính vì những điều đó mà con cảm nhận được khi mình học chánh pháp, mình thân cận với người lành người thiện sẽ đem lại lợi ích cho mình rất là nhiều. Thì qua cái bài thầy vừa giảng thì con cũng rút ra được cái sự học hỏi nên mình phải là thân cận với người lành người thiện. Như đang nghe pháp đây là thiện, về linh quy tu là thiện, mình làm công quả cũng là thiện. Và con sau khi thầy kết cái câu mà Đức Phật nói là khi tiếp xúc với người lành người thiện chấm dứt mọi khổ đau, thì con chợt cái trí con nó khởi lên là à, cái chữ mà hiền thiện của Đức Phật định nghĩa rất là sâu sắc, thì chính là cái chỗ mà phải làm sao mà nhiếp phục được cái tham sân si bản ngã nữa. Thì cái đó thật sự là cái làm bạn là thiện, là tối thượng nhất. Thì con chợt ý hành con nghĩ như vậy nên con mới mỉm với cười. Con xin trình pháp qua thầy với đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy là cái nụ cười có thể có nhân có duyên, không phải tự nhiên. Giống như trong kinh Nikaya các bậc hiền giả thở xưa vậy đó. Thôi giờ mời thầy đọc bài kinh này luôn đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi có kính bạch cho những thầy cùng với đại chúng. Tôi cũng xin đọc bài kinh Phật thuyết như vậy. Bài kinh Tiểu Bộ trang 305. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, với vị tỳ kheo hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các triền ách. Sau khi làm thành ngoại chi phần, ta không thấy một chi phần nào khác được nhiều lợi ích như vậy. Này các tỳ kheo, tức là làm bạn với thiện. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo làm bạn với thiện, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Tỳ kheo làm bạn thiện, tôn kính và kính trọng, làm theo những lời nói của bạn bè thân hữu, tỉnh giác và chánh niệm, vì ấy sẽ tuần tự đạt được sự hòa diệt tất cả mọi kiết sử. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Phật thuyết như vậy, tiểu bộ kinh thành 1.
theo, với một cái vị thiền theo hữu học, tâm chưa có thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các khổ ách hay là triền ách, ta không thấy có một cái pháp nào khác được nhiều lợi ích giống như là làm bạn như thế. Đây là chính lời của bậc A Hán chánh đẳng chánh giác đó. Đối với một người tu còn trong khổ học, tâm chưa có thành tựu, đang sống một cách chuyên cần cầu mong đạt được sự an ổn vô thượng, chấm dứt hết tất cả những cái bất tạng, những cái đau khổ, thì ta không thấy có một cái chi phần nào khác được nhiều lợi ích giống như là làm bạn như thế. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo là bạn với thiện từ bỏ bất thiện, tu tập thiện lành. Thật ra thì nếu mà mình nói mà gọn á thì toàn bộ giáo lý chỉ như cái gian hai chữ thôi: bất thiện và thiện. Bất thiện là tham sân si, thiện là không tham sân si. Đó là một cách nói khác đó. Toàn bộ cái đại tạng kinh cái giá có hai chữ là bất thiện và thiện. Chúng ta đã học không, đại kinh Đức Phật nói là cái gốc rễ của bất thiện là gì, căn bản của bất thiện là gì, tham sân và si. Thì một người có tham, tham khởi lên xâm chiếm nội tâm, làm cho người này sao, làm thành mù, làm thành không có mắt, làm thành không có trí tuệ, và người này sao, làm khổ mình khổ người, hại mình hại người, làm đau khổ cho tự thân mình và đau khổ cho người khác. Tại người này có tham, người này có dục. Chúng ta thấy không, cái tham dục của mình nó sanh khởi là cái mình khổ không, khổ quá khổ, thấy không, nó là làm khổ cho mình, rồi là làm khổ cho người ta nữa. Mà nhất là cái thời đại hiện nay chúng ta nhìn thấy bao nhiêu những cái chuyện khủng khiếp hoặc hãi hùng, và bà già tám mươi mấy tuổi mà bị đứa trẻ người thanh niên có mười mấy tuổi mà nó hại chết, khủng khiếp chứ đó, tám mươi mấy chín chục tuổi. Thành ra bây giờ những cái pháp mà bất thiện mà nó khủng khiếp, nó tràn ngập đầy tràn đó thế giới này hết trơn. Và thậm chí có người lớn tuổi nó bảy mươi mấy cũng bị rồi chết luôn á, khủng khiếp vậy đó. Mà những cái đứa trẻ này là đáng hàng cháu cháu nội cháu ngoại. Thì như vậy cái tham dục nó sanh khởi lên là làm sao, khổ cho mình khổ cho người, hại cho mình hại cho người, sầu cho mình đau cho người. Thì cái pháp nào liên hệ đến tham là cái pháp đó bất thiện, là pháp nào liên hệ đến sân là cái pháp đó bất thiện, pháp nào liên hệ đến si là pháp đó bất thiện. Mà cái pháp thiện là sao, là nhiếp phục và đoạn tận tham sân si, đó là pháp thiện. Thì cái chữ thiện ở trong kinh Nikaya đó là, đó là thánh thiện, thiện của bậc thánh. Nên là nhiều khi mình học nó ở cái này thiện với bất thiện này bình thường quá, tôi phải cái gì mà cao siêu hơn không ngờ đó, vậy đó. Mà làm bạn với thiện thì mới đi đến cái chỗ nhìn thấy được tham sân si, nhiếp phục được tham sân si, tẩy sạch tham sân si và đoạn tận tham sân si. Nếu không làm bạn như thiện là không thấy được tham sân si. Chúng ta thấy không, mình tu học mấy chục năm mình có thấy được trong cái cảm giác mà có tham sân si đó. Lúc trước mình đâu có thấy. Ta nhờ cái công năng làm bạn với thiện đó để mà đạt đến gì, cần cầu vô thượng an ổn khỏi các triền ách. Triền đây là năm triền cái đó, ách đây là bốn ách nạn đó. Chúng ta thấy hai cái chữ thôi, triền ách đó, mà thức trong đó là nó cả cái pháp ở trong đó.
5 triền cái và 4 cái ách. Ai nhớ 4 ách không? Ai nhớ 4 ách? Dục ách, hổ ách, kiến ách và vô minh ách. Người tu là gỡ 4 cái ách đó, nó đè trên cổ mình, nó đè trên đầu mình, nó đè trên vai mình, nó làm cho mình không có được cái tự do. Cái dục á, nó giống như là cái ách đó đè lên trên người mình. Có con trâu mà đi kéo cày đó, nó bị cái chồng cái ách vô đó, là nặng nề, là mệt mỏi, là ràng buộc, là đau khổ. Thì mình vậy, mình bị 4 cái ách này nó đè nặng, tham dục. Vô minh, kiên chấp và hữu ái. Và 5 triền cái ai nhớ không? Tham dục và gì nữa? Sân, hôn trầm, sạo hối, sạo cử, hoài nghi. Đó là ý nghĩa của cái chữ mà với vị tỳ kheo hữu học, tâm chưa thành tựu, đang cần cầu vô thượng an ổn khỏi các triền ách. Học là phải học vậy đó. Mới mốt là trả bài đại chúng, mà tới cái chữ đó là phải phải đọc ra và phải giải thích luôn từ cái ách đó cái nghĩa là gì. Thì như vậy mới là học kinh, chứ không phải đọc phớt qua cái nào khó thôi cứ để qua bên, không được. Cái đó mới là học. Và trong cái 3 tháng an cư này là chúng ta học, chứ không phải là chỉ nghe giảng không. Hỏi bài à, rồi bữa nay đó là về nhà, sau khi học xong phải về tra liền 4 cái đó, ghi ra cuốn tập để mai mốt trả bài. 5 triền cái là gì? Và Đức Phật ví dụ 5 cái triền cái trên 5 cái bát giống như cái gì? 4 ách đó là cái gì? Người ta không thấy một cái chi phần nào khác được, nhiều là ít. Như vậy này các tỳ kheo, tức là làm bạn với thiện. Tỳ kheo làm bạn thiện, tôn kính và kính trọng, làm theo những lời nói của bạn bè thân hữu, tỉnh giác và chánh niệm, vị ấy sẽ tuần tự đạt được sự hoại diệt tất cả mọi kiết sự. Khi mình làm bạn với thiện, mình cầu học với thầy, với bậc thiện tri thức, thậm chí ngay cả một cái người nhỏ hơn mình, kém hơn mình, từ cái địa vị cho đến cái tuổi tác, nhưng mình phải tôn kính và kính trọng, làm theo những lời dạy. Mình mà đem cái bản ngã của mình vô là mình sẽ không có học được, mình không làm bạn với thiện được đâu. Chỉ cần cái bản ngã mình sanh khởi lên là mình học không được. Cho nên Đức Phật dạy mình sao? Tôn kính và kính trọng, làm theo những lời nói của bạn bè thân hữu, tỉnh giác và chánh niệm. Đó mình nói ví dụ tự thân mình, rồi trong huynh đệ như tôi sư huynh mà ông sư đệ mà ông dạy tôi hả? Phải không? Tự nhiên đó là nổi sân lên, rồi bản ngã khởi lên, rồi làm sao nghe được cái lời thiện, làm sao nghe diệu pháp. Giờ mình nói mình đáng mẹ, cô nhỏ đáng con tôi, vì sao để dạy tôi? Vậy rồi xong rồi, phải không? Phải, cô thấy không? Chỉ cần sân khởi lên, cái bản ngã sân lên, không có tôn kính, không kính trọng, không làm theo lời nói của bạn bè thân hữu, không có tỉnh giác và chánh niệm, thì không thể nào tuần tự để đạt được sự hoại diệt tất cả mọi kiết sử. Cho nên cái học này quan trọng, quan trọng là phải để cái bản ngã hoàn bền,
hạ nó xuống. Cúi xuống, quỳ xuống lại. Mình chưa có diệt được, nhưng mình cũng phải nhiếp phục được đó, trong cái lúc mình tu học. Còn nếu không là nó quật ngã mình. Quật ngã mình, cái bản ngã nó không cho làm bạn với thiện. Cái bản ngã này nó làm sao? Nó sôi sục, nó sừng sổ, nó vên váo, nó hóng hách, nó hách dịch, nó quên quang, nó muốn tự tung tự tác. Mà tôi không cần ai hết đó, tôi tự tu tự học được rồi đó. Ngay cả bây giờ mà có những cái người tự tuyên bố là tôi tự tu tự học thôi, thì chết rồi, có vậy là xong rồi đó, là rồi nó không còn có thánh đạo, thánh quả nữa, thánh trí nữa. Tại cái bản ngã nó không có chịu hạ mình, nó không có chịu cúi xuống, không có chịu mà mọp với bất cứ một ai hết đó. Bây giờ bây giờ mình học ngày nào mình cũng sám hối diệt ngã phải không? Bắt nó quỳ mọp xuống, người mau quỳ xuống, mau quỳ xuống, quỳ xuống cho mau cái bản ngã này. Tại sao người còn ngẩng đầu lên nữa? Ngày nào mà bản ngã mà chưa có diệt tận, ngày đó ta chưa có được an toàn. Ngày nào bản ngã chưa triệt hạ thì ngày đó ta còn phải khổ đau. Tại nên thấy gì đơn giản, nó làm bạn với thiện, mình nghĩ đơn giản, không đơn giản à nha, mày đơn giản ha. Để mà mình viên mãn được cái làm bạn với thiện này, cả một cái sự chiến đấu, cả một sự nỗ lực. Và tha thiết chân thành muốn lên núi tu 7 ngày, 10 ngày mới lên, làm sai gì đó cái bị huynh đệ hay bị thầy nhắc nhở cái giận xuống núi, không tu nữa, tu gì khó khăn quá thôi, đi về. Thấy chưa? Gì đó sống hả? Nửa đường gãy gánh, bán đồ nhi phế, tức là chưa tới nửa đường nữa đã bỏ rồi. Là tại sao? Cái bản ngã nó không cho mình học đạo. Cái tôi nó ngăn chặn mình ở trong cái thiện pháp. Cái ta nó không cho mình làm bạn với thiện. Mà nếu như mình không làm bạn với thiện thì làm sao mà mình có thể đi đến cái chỗ gọi là vị ấy sẽ tuần tự đạt được sự quả diệt tất cả mọi kiết sử. Đó, bây giờ tới cái chữ kiết sử này là phải trả bài rồi nè. Thượng phần kiết sử và hạ phần kiết sử, học vậy đó, tới cái đó là phải trả bài. Chú Thiên Cần trả bài năm cái hạ phần kiết sử thôi, chưa có nói năm thượng phần kiết sử, cho về coi bài lại. Năm hạ phần kiết sử là gì? Phải đoạn được năm cái này thì mới vào bất lai nè. Dạ, đó là phá thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Rồi còn gì nữa? Hai cái nữa. Và tham sân. Đó, phải học bài là gì đó. Đó là năm hạ phần kiết sử đó. Là năm cái sợi dây thô trọng, năm sợi dây lớn. Phải mở ra được năm sợi dây này thì thành tựu bất lai. Gỡ được ba sợi dây trước là nhập lưu. Thân kiến, hoài nghi về giới cấm thủ. Thì mà năm cái sợi dây này, mà cái sợi dây quan trọng trong tất cả các sợi dây là thân kiến. Phá được sợi dây đó thì các sợi dây khác từ từ sẽ bung ra hết. Tức là thân kiến. Mà thân kiến là gì? Là cái kiến chấp về thân. Mà cái phương pháp diệt ngã là cái gì? Là chính là phá đó. Mà mình còn cái tôi quá lớn như vậy đó, không thể học được cái pháp này, không thể vào dòng pháp này được. Cho nên cái bản ngã là đại chướng ngại trong sự thể nhập pháp này.
Nếu không nhìn ra bản ngã, không nhiếp phục bản ngã một phần nào thì không học được cái pháp này. Thành ra mình phải coi tự thân mình để mà mình cố gắng. Cho nên đó mình nói không, thấy đơn giản, nó làm bạn với thiện. Mình nói ở cái này dễ quá mà làm bạn với thiện, bạn lành. Nhưng mà nó, cái pháp trong đó là như vậy. Mời vị đọc cái bài kinh 1 nữa đi. Bài kinh 1 nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, quý thầy và toàn thể đại chúng, con xin đọc bài kinh 1 nữa. Kinh Tương Bộ tập 10 tập 5. Một thời Thế Tôn trú giữa các dân chúng Saka tại thị trấn của dân chúng Saka tên là Sakara. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: một nửa phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, là thiền bạn hữu, thiền bạn đảng, thiền thân tình. Chớ có nói vậy, này Ananda, chớ có nói vậy, này Ananda. Toàn bộ phạm hạnh này, này Ananda, là thiền bạn hữu, thiền bạn đảng, thiền thân tình. Với tỳ kheo thiền bạn hữu, thiền bạn đảng, thiền thân tình, này Ananda, thời được chờ đợi thánh đạo tám ngành được tu tập, thánh đạo tám ngành được làm cho viên mãn. Và này Ananda, thế nào là tỳ kheo thiền bạn hữu, thiền bạn đảng, thiền thân tình, tu tập và làm cho viên mãn thánh đạo tám ngành? Ở đây này Ananda, tỳ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỳ kheo tu tập chánh tư duy, tu tập chánh ngữ, tu tập chánh nghiệp, tu tập chánh mạng, tu tập chánh tinh tấn, tu tập chánh niệm, tu tập chánh định, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này Ananda, là tỷ kheo thiền bạn hữu, thiền bạn đảng, thiền thân tình, tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Này Ananda, chính với pháp môn này, các ông cần phải hiểu thế nào toàn bộ phạm hạnh này là thiền bạn hữu, thiền bạn đảng, thiền thân tình. Do ta lấy thiện bạn hữu, này Ananda, nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh, các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già, các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết, các chúng sanh bị sầu bi khổ ưu não được giải thoát khỏi sầu bi khổ ưu não. Chính với pháp môn này, này Ananda, các ông cần phải hiểu thế nào toàn bộ phạm hạnh này là thiền bạn hữu, thiền bạn đảng, thiền thân tình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta thấy nội dung của bài kinh nè, bài kinh 1 nữa tương ưng 5. Ngài Ananda đó, cái phát biểu ở trước Thế Tôn đó, một nửa phạm hạnh này bạch Thế Tôn là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Đó là phân nửa cái sự nghiệp tu hành này là nhờ bạn lành. Phân nửa cái sự nghiệp đạo hạnh, tu hành thành tựu đó là nhờ bạn lành. Đức Phật nó chớ có nói vậy, chớ nói vậy Ananda. Toàn bộ phạm hạnh này là nhờ thiện bạn hữu, thiện tri thức, bạn lành.
chúng ta thấy quan trọng như thế nào. Với tỳ kheo thiện bạn hữu, thời được chờ đợi là thánh đạo tám ngành được tu tập, được làm cho viên mãn. Thế nào ở đây định nghĩa cái chữ gọi là bạn lành á? Phải là cái vị mà làm cho mình tu tập bát chánh đạo và viên mãn bát thánh đạo. Đây là cái mức độ nó sâu, nó sâu sắc hơn những cái bài kinh trước. Thành ra cái chữ mà thiện bạn hữu, thì tiếng Việt mình nói bạn lành cho dễ nghe, dễ nhớ hơn. Ta sẽ giúp cho mình nó thành tựu toàn bộ cái đức hạnh, cái đạo hạnh, cái phạm hạnh của một người tu. Và người đó là như thế nào? Thế nào là tỳ kheo bạn lành? Tu tập và làm cho viên mãn bát chánh đạo. Là tỳ kheo tu tập chánh kiến, liên hệ đến sự viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Thì chúng ta đã học, thì ở đây mình nói gọn thôi. Thì cái vị mà gọi là bạn lành đó, đó là cái vị đó là tu tập chánh tri kiến. Đối với cái vị này đó, tu tập cái thấy biết đúng như vậy đó là để làm gì? Để đưa đến sự rời xa, đưa đến sự không tham muốn, đưa đến sự chấm dứt và từ bỏ tham sân si đối với ngũ uẩn, vô minh và tham ái. Và tu tập chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, vân vân, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, là nhằm mục đích gì? Rời xa, không tham muốn, chấm dứt và từ bỏ đối với vô minh tham ái, chấp thủ tham sân si ở trong ngũ uẩn này. Như vậy đó thì gọi là tỳ kheo bạn lành. Người đó mới, Đức Phật mới gọi người đó mới là bạn lành, mới là thiện hữu đó, mới là bậc thiện tri thức. Chính như pháp môn này các ông cần phải hiểu thế nào là toàn bộ phạm hạnh này được bạn lành. Do ta lấy thiện làm bạn hữu, này Ananda, nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh. Cái chỗ này thâm sâu nữa. Đức Phật nói bây giờ bạn lành của Đức Phật là cái gì? Là bát thánh đạo. Do Ngài lấy cái bát thánh đạo đó làm bạn lành, cho nên sao? Ngài chứng ngộ được cái chánh trí, chánh giải thoát đó đó, cho nên chúng sanh bị sanh mới được giải thoát khỏi sanh già bệnh chết. Thành ra cái chỗ tối cao của bạn lành đó là tu tập và viên mãn bát thánh đạo. Chúng ta thấy đây là những cái bước độ mà mình đi lên lần lần. Chánh kiến là bạn lành của mình đó. Cái thấy đúng về đời sống này, về thân tâm này, về cuộc đời này là bản lành đó. Cái thấy đúng ở trong cái con người mình đó, cái đó là bản lành đó. Cái lúc nào mà nó nhìn thấy đau khổ, cái đó là bản lành. Mà lúc nào nó nhìn thấy mày vui và thích quá, cái đó còn bản lành nữa không? Đó là bản ác á. Nó thấy vui thích, nó thấy thiệt, nó đam mê vô là nó sẽ khởi tham sân si, nó sẽ khởi bản ngã, thì nó trở thành bản ác. Thì khi nào mà trong cái suy nghĩ mình mà suy nghĩ là để mà ly dục tư duy, ly sân tư duy, bất hại tư duy, suy nghĩ để mà lìa tham muốn, lìa nóng giận, lìa những cái sự mà
hại mình hại người thì cái suy nghĩ đó là bạn lành đó. Và cái người nào mà hướng dẫn cho mình những cái suy nghĩ đó, hướng dẫn cho mình những cái thấy biết đó thì người đó là bạn lành. Người nào mà hướng dẫn cho mình bát chánh đạo, khai mở, hiển thị, trình bày, diễn thuyết, khai hiển, khai minh, hiển lộ để cho mình thấy, mình biết, mình nghe, mình học, mình hỏi, tu tập thì người đó là bạn lành. Cái người hướng dẫn bát chánh đạo, người đó là bạn lành. Và cái pháp bát chánh đạo đó là bạn lành. Mà chính cái đó là gì? Là toàn bộ cái phạm hạnh này, cái sự nghiệp tu hành của mình là từ nơi cái chỗ đó, từ cái pháp bát chánh đạo và từ cái người hướng dẫn pháp bát chánh đạo đó, đúng đắn với Đức Phật đó. Thì cho nên đó là do ta đã lấy thiện làm bạn, làm bạn bè này nên ra, cho nên chúng sanh nó bị sanh già bệnh chết sầu bi khổ ô não mới được giải thoát khỏi nó. Sanh già bệnh chết sầu bi khổ ô não. Chính với pháp môn này, các ông cần phải hiểu thế nào là toàn bộ phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tịnh. Vì trong đây để cho mình hiểu cái bài kinh này nè, không phải chỉ riêng với cái người mà lại với pháp bát chánh đạo. Nhớ kỹ cái này nha, chứ mà mình đặt cái trên người không, mà nếu người đó không phải là bậc thánh nhân á thì mình nhìn cái người đó, ủa sao nói vậy bây giờ làm vậy, thì mình sẽ bất mãn, mình không tu nữa, thì như vậy là tự mình mất cái lợi ích đi. Thành ra cuối cùng rồi đó là vẫn lấy cái pháp làm thầy thôi. Bây giờ tự thân của Minh Thành này cũng đang còn tu học, cũng còn tham sân si, vô minh bản ngã. Rồi nếu mà đại chúng lâu lâu nhìn thấy, ủa sao thầy còn cái này, thầy còn sân cái này, thầy còn cái này, cái còn tham cái này, thì giờ mình bỏ mình không tu, cái đó là mất phần lợi ích của chính mình. Cho nên mình lấy cái pháp làm thầy. Thiện tri thức chia sẻ, khơi gợi, khuyến tấn, khích lệ mình để mình tu, nhưng cái cứu cánh vẫn là cái pháp bát chánh đạo, đi cứ theo đó. Chứ còn mình nhìn theo người là mình sẽ thất bại, trừ Đức Phật và các bậc thánh. Chứ mình nhìn theo người không mà mình nói, ủa này làm bạn với thiện, mà cái người đó thiện tôi làm bạn đi, vài bữa mình thấy cái người đó và có những cái lỗi, có những cái xấu, cái mình nghĩ mình thối thất, thì cái đó là tự mình không có hiểu cái đúng cái pháp. Thì vậy thì cái tối cao của cái bạn lành là gì? Bạn chánh đạo. Mày hiểu được kỹ đó, lấy cái đó làm bạn, lấy cái đó làm cái chỗ tôn thờ, lấy cái pháp đó làm chỗ nương tựa, lấy cái pháp đó mà làm ngọn đèn, lấy cái pháp đó làm hải đảo tự thân, lấy cái pháp đó mà làm sức sống, làm sự sống, làm sinh mạng của mình. Thì người ta có sao sao là chuyện của người ta, còn mình là mình vẫn là có chân đứng ở trong pháp và lực, tịnh tính bất động. Chúng ta thấy được cái chỗ sâu sắc này không? Chứ không phải làm bạn như thiện mình hướng ngoại không à, mình như cái gì chạy theo người này người kia, xong vài bữa người đó có cái gì cái đầu xong mình hết tô, không phải. Đó là hiểu sai, chỉ làm bạn với thiện, cái cứu cánh của nó là thánh pháp bát chánh đạo. Đã thấy chưa? À, cái chỗ này mà mình hiểu mà không có đúng trong cái từ ngữ là không có chính xác đó, mình tu học không có thành công. Như vậy hôm nay là chúng ta đã giới thiệu sơ lược mới có phần nữa thôi đó, về cái chủ đề làm bạn với thiện đó, trong 4 bài kinh. Từ cái sự mà Đức Phật nói là ta không thấy một pháp nào khác mà lợi ích giống như làm bạn với thiện, cho đến vị thiên tử Shiva đã trình bày với Đức Phật những cái lợi lạc của làm bạn với thiện, thì Đức Phật cũng xác nhận như vậy. Từ cái bạn ở bên ngoài lần lần trình bày những cái pháp cho mình, rồi mình hiểu cái pháp, rồi mình tu tập, rồi cuối cùng mình mới thấy được cái chí thiện là bát thánh đạo.
để mà mình diệt tận các kiết sử tham sân si, để mình hoàn thành toàn bộ cái phạm hạnh này, cái sự nghiệp tu hành cao thượng này, vi diệu này. Chúng ta bên này thấy có thấy hoan hỷ không? Thấy mình phấn khởi lên không? Thấy hỷ lạc ở trong pháp không? Làm bạn với thiền nhiều lên, bằng tình thương, bằng sự thân, bằng tâm lòng hướng thiện đến sự an lành, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này. Chưa bị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hưởng tình trong trời đất rộng lớn này. Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần hòa dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy hiểu sự vô thường của đời sống này, tâm chán nản từ bỏ những sai thân lắm luôn vô thường này, để thể nhập vào tâm an tịnh trong sạch đậm lành, giải thoát khỏi những sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và tâm